Hành động tiếp theo của Monkey D. Dragon là gặp lại người đàn ông này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bằng hải tặc Bình Red. Tiếp tới 1110 thì Dragon sẽ xuất trận. Wow, đó là một dự đoán khá hấp dẫn mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đang mong đợi. Tử Hoàng Râu Đen hay Ngũ Latin Satan hoặc Đô Đốc Kizaru gần đây đã chiếm quá nhiều spotlight đến mức mà chúng ta hầu như quên mất luôn sự trở lại của Dragon trong giai đoạn này. Dragon đang có một mối liên kết cực kỳ tốt với vài nhân vật hiện có trên đảo tương lai. Thứ nhất là cha con Kuma bên này, thứ hai là đứa con trai 19 năm Luffy chưa tái ngộ, và thứ ba là những người khổng lồ tại Eobard. Dòng thời gian của Dragon cho thấy ông không hề có sự kết nối với bất cứ một người khổng lồ nào, nhưng chúng ta lại có được chuyến đi của ông đến Ohara, nơi mà những người khổng lồ đã vớt xác ở trong một cái hồ để mang về Eobard. Saul là nhân vật từng làm việc trong hải quân, và gần đây thì Don cũng đã nhắc về người khổng lồ có tên là Saul chỉ huy cô ấy hơn 20 năm trước. Trùng hợp là vào khoảng thời gian này thì Dragon đã rời bỏ hàng ngũ của hải quân để đi tìm công lý riêng. Và mình cho rằng Dragon đã gặp Saul tại Ohara, ông cũng đồng thuận với việc những người khổng lồ mang sách về Eobard để lưu trữ. Và chính nhờ Saul mà ông đã biết đến Nico Robin, học giả duy nhất thoát khỏi biến cố Ohara, và từ đó không ngừng đi tìm cô ấy. Vậy là chúng ta lại có thêm một nhân vật nữa mang tính kết nối với Dragon tại Thích là Nico Robin, người có 2 năm làm việc trong quân cách mạng, gọi là thời gian time skip. Vì khi mà ký nhắc đến người đàn ông có vết bỏng thì Robin đã có một phản ứng khá kỳ lạ, đến nay hoàn toàn không tìm ra được nguyên nhân cho phản ứng đó. Ngoài ra, Vagabond cũng từng liên lạc với Dragon thông báo về cái chết của mình sẽ đến sớm, chứng tỏ được 20 năm qua thì họ có liên lạc và trao đổi với nhau rất nhiều thứ. Dự đoán rằng một số công nghệ của Vagabond sẽ được chuyển giao cho quân cách mạng, đội quân vì hòa bình của thế giới, thay vì là chính phủ, sử dụng vũ khí nhân bản cho mục đích chiến tranh, giành quyền thống trị. Vậy thì chắc tới 1110 Dragon có xuất hiện như nhận định của bạn ý hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kết quả thế nào nha. Giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân sâu xa hơn cho lý do nên xuất hiện giai đoạn tiếp theo, thay vì chỉ là một thế lực hoạt động ngầm như từ trước đến nay. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là cột mốc 100.000 thành viên gia nhập bang cũng đã sắp cán mốc rồi. Không biết rằng anh em thích kiểu ăn bằng nào cho hòn trẻ nhảy. Hãy bình luận một ý tưởng của anh em để mình tham khảo nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Theo phong cách chơi chữ của người Nhật Bản thường thấy thì Dragon gắn liền với con số 55, chẳng hạn như là 55 tuổi, con trai của Dragon có ngày sinh là 5 tháng 5. Còn rất nhiều thứ khác nữa mà mình đã từng tham khảo một số diễn đàn và hiện tại cũng khá khó để tìm lại các tài liệu liên quan. Anh em thông cảm giúp mình nha. Lần đầu tiên Dragon được giới thiệu là chapter 100 của One Piece. Lần này thì dự đoán chapter 1110 cũng khá là hay đây mà. Bởi vì số 110 là trùng hợp là con số gấp đôi của 55. Thôi thì đó cũng chỉ là vài nhận định không có căn cứ của mình, để củng cố thêm niềm tin cho bình luận của một bạn thành viên trong bàn, đó là khả năng Dragon sẽ xuất hiện chapter 1110 mà thôi. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến với các lý do để quyết định Dragon cần cho thấy được ông ta sẽ xuất hiện, còn gặp Luffy hay không thì khá là khó nói. Thứ nhất là sự gắn liền với tiến sĩ Vagabond. Từ hơn 20 năm trước sau biến cố Ohara, Vagabond xác nhận Dragon là một người yêu chuộng hòa bình, nhưng mà ông lại tuyên bố mình sẽ dùng chiến tranh để tìm công lý thật sự của thế giới. Kể từ đó, Vagabond và Dragon đã tạm chia tay nhau vì khác chí hướng. Vagabond muốn làm việc cho chính phủ bởi vì ở đó sẽ có được tài nguyên và tiền bạc hỗ trợ máy tốt hơn. Dragon chỉ là một chỉ huy trong nhóm chiến sĩ tự do nghèo nàn, không có đủ kinh phí thì làm sao để Vagabond phát triển được tài năng thiên tài của ông ấy. Dù thế, cả hai vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè. Cho đến sự cố liên quan đến bên này, Kuma đi khắp thế giới để tìm phương án chữa trị căn bệnh vảy ngọc bích nhưng bất thành. Dragon đã chỉ điểm cho Kuma vị trí của Vagabond làm việc, chứng tỏ trong ngần ấy thời gian thì Dragon vẫn theo dõi Vagabond hoặc liên lạc trong bí ẩn với vị tiến sĩ. Sự xuất hiện của Kuma đã giúp kết nối hai nhân vật này lại gần nhau hơn, bởi vì Kuma từng là một thành viên trong quân cách mạng. Ông lui tới thường xuyên SH, vừa làm thất vũ hải, vừa thỉnh thoảng hỗ trợ quân cách mạng. Dù không nói bất cứ lời nào trong các hành động, nhưng mà Kuma chắc chắn đã tạo ra một mối quan hệ mật thiết giữa hai người này. Có thể các bạn còn nhớ Beast 1, đó là bản sao đầu tiên của Kuma, bởi vì Kuma được gọi là Beast 0. Beast 1 xuất hiện ở Sabaody đây tấn công bằng mũ rơm, rồi bị Kuma thổi bay đến một hòn đảo nào đó mà không rõ, và chúng ta không hề có sự xuất hiện trở lại của nó. Rồi khi mà Kuma được quân cách mạng giải cứu khỏi thánh địa Merenjoy, ông ấy được đưa về Kamabaka Kingdom. Kỳ lạ là ở đây lại có một hệ thống máy móc để chữa trị các thiệt hại cho Kuma trong quá trình ông ấy bị tra tấn bởi Thiên Long Nhân. Kuma đã bình phục trở lại trước khi đến SH trong vô thất. Năng lực đặc biệt của chủng tộc Buccaneer đã giúp mãi đến đài cứu bên này. Từ dữ liệu này thì chúng ta dường như được xác nhận rằng Dragon cũng có một hệ thống để sửa chữa máy móc, có thể đã từng nghiên cứu bà Sivita là Beast 1 thông qua Linbert, một nhà khoa học ở trong bang. Google Osaka cho Dragon là một lời nhắc nhở với nhà cách mạng này. Bởi nếu Vagabond chết theo như dự kiến của ông ấy, thì nhất định Dragon sẽ cần phải đưa ra phương án ứng phó. Và bên này chính là chìa khóa máu chốt của vấn đề này. Vagabond thiết lập quyền kiểm soát các Pacifista cao nhất dành cho cô bé hơn cả Ngô Lô Tình. Thế nhưng tiến sĩ Vagabond không muốn kéo một đứa trẻ vô tội vào trong cuộc chiến tranh, mà đáng lẽ cô bé 12 tuổi này cần phải được sống cuộc đời bình yên nhất. Sự xuất hiện bất ngờ của bên này ở đây đặt cô bé vào trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, buộc Vagabond phải tiết lộ sự thật về quyền điều hành cho cô bé.
Đó là sự dằn vặt qua máy bởi vì quá sớm. Bernie sẽ bị chính phủ truy lùng gắt gao sau vụ này, biến cô bé thành một tên tội phạm không tưởng của chính phủ. Giá trị nhân đạo không cho phép Verhoeven làm như thế. Tuy nhiên thực tế bắt buộc ông phải nói ra. Mà nếu các bạn xem lại, thì thứ điều khiển Pacifista cao nhất là một con chip. Nó nằm trong sợi dây chuyền biểu tượng mặt trời, cứ mai đã nhờ vị tiến sĩ tặng cho cô bé vào ngày sinh nhật nào đó. Verhoeven đã chủ động cái chip vào trong dây chuyền và ông đã trao cho Bernie trước khi mọi biến cố xảy ra. Chứ không phải là từ quá trình nghiên cứu chữa căn bệnh vảy ngọc bích. Lúc đó bà Pacifista còn chưa ra đời kia mà. Còn phải 2 năm hoàn thiện, Bernie thì chỉ có 1 năm rưỡi mà thôi. Pacifista là một đội quân vì hòa bình, không phải công cụ chiến tranh như Satan xác nhận. Nên Bernie đứng về phía của quân cách mạng để chống lại chính phủ. Những kẻ gây ra nỗi đau, tội ác với gia đình cô bé là hoàn toàn hợp lý. Vậy thì thời điểm nào là tốt nhất để cho Bernie gặp ra gánh? Chúng ta đang được đẩy lên cao trào trận chiến của đảo tương lai. Những người khổng lồ đến giúp băng mũ rơm chống thoát chứ không nhằm đánh bại toàn bộ binh lực của hải quân. Bernie cương mà nhất định sẽ được đưa lên tàu của những người khổng lồ sau khi chapter 1108 đã xác nhận. Không biết rằng có biển sao nào của Verhoeven theo cùng hay không. Mình nghĩ là trường hợp đó sẽ không khả thi. Tại vì sao thì cũng khá là khó nói. Bởi vì mỗi biển sao chỉ có một nhân cách nhất định, nó không thích nghi được như một con người bình thường. Để chúng hoạt động thì cần phải có sự kết nối với các biển sao khác. Chẳng hạn như Edison hay Pythagore tạo ra các ý tưởng và gió nhất định phải được ăn. Tổng thể 6 biển sao của Verhoeven hợp lại hình thành một Verhoeven hoàn chỉnh. Mà nếu thiếu đi một cũng không hoàn thiện được sự thiên tài của vị tiến sĩ. Tức là mình cho rằng chỉ có Bernie, Kuma là rời đi. Tuy nhiên họ sẽ không phi lưu cùng băng mũ rơm tại Elbas được. Lý do mình sẽ giải thích ngay sau đây. Về phía Kuma, ông ấy đã bị hỷ hội cực nạn sau khi mà chắn đòn cho Bernie. Mỗi nỗ lực có thể làm được là đấm cho Satan một cú đào điển. Các hoạt động sau đó cũng đã bị chấm dứt, không làm chủ được bản thân hay là có ý thức nữa. Vấn đề giờ đây là Kuma cần phải được chữa trị những hỏng hóc trên cơ thể Cyborg. Và SH không phải là nơi thực hiện, dù các điều kiện là trên cả tuyệt vời. Chỉ còn có một nơi còn lại nữa để cho Kuma chữa lành là căn cứ quân cách mạng Kamabaka Windham. Ông ấy cần phải trở lại đó ngay lập tức nếu không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Elbas cũng có thể là nơi mà Kuma sẽ đến, nhưng chưa chắc gì ở đây có công nghệ đáp ứng đủ để cứu ông ấy kịp thời. Vì thế mình cho rằng cuộc tái ngộ giữa Kuma và Ragan sẽ diễn ra một lần nữa, đúng như những gì mà Kuma đã thời thốt muốn chiến đấu cùng Ragan một lần nữa trong tương lai. Về phía của bên này, cô bé giờ đây là một nhân tố tuyệt vời dành cho quân cách mạng trong các cuộc chiến. Họ cũng là người bảo vệ tốt nhất khi đứng về phe đối lập với chính phủ. Hoạt động của họ và hành tung là hết sức bí ẩn, đảm bảo bên này tránh được mọi hiểm nghi. Đó chỉ là nhân tố phụ mà thôi. Nhân tố chính là bên đây cần phải theo cùng Kuma sau bao nhiêu năm chia cách. Hai cha con của họ đoàn tụ là cái điều mà cô bé hằng mơ ước. Họ sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa đi du lịch khắp mọi nơi. Để làm được thì họ cần phải tự do bay nhảy theo băng mũ rơm trong cuộc chiến tại Elbas, thì điều này không thể xảy ra. Chỉ có thể là hoạt động tách ra khỏi Luffy. Hơn nữa, bên đây cần phải đi cùng Kuma về căn cứ quân cách mạng để chữa trị cho cha của mình, như đã nói ở Kuma. Giờ đây thì họ không thể chia xa được nữa. Sau cùng bên này, cũng như cái nàng công chúa khác, không có được danh phận nhưng mà cô bé cũng từng là con của vua Sobek. Đất nước được Kuma đảm nhận vai trò lãnh chúa trước khi mà các biến cố ập đến. Cuộc chiến định mệnh mà Luffy đứng ra thay đổi thế giới, sự trỗi dậy của binh đoàn vì hòa bình thế giới mang tên Pacifista sẽ được chính bên đây điều khiển, bắt buộc thế lực tà ác tối cao của chính phủ phải ra mặt khi mà họ không nắm quyền chủ động được nữa. Ngược lại với sự điều hành của Bernie, đội quân Pacifista sẽ trở thành đội quân tinh nhuệ của quân cách mạng. Lực lượng này đã từng giải cứu các nô lệ như Bernie chứng kiến hành động của Cyborg thánh địa Maiden Joy. Hướng đi đúng đắn đó sẽ quyết định Bernie trở thành một thành viên trong quân cách mạng với đội quân Pacifista. Rõ ràng đi theo Luffy hay nhập băng mũ rơm không phải là quyết định tốt nhất cho lúc này, bởi vì họ không có tham vọng giúp đỡ hay muốn Luffy trở thành vua hải tặc. Điều họ khao khát chứng kiến thần Nika xuất hiện giải phóng cho mình đã trở thành sự thật. Bernie Kuma sẽ đi con đường riêng, họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Hãy lật lại chapter 1103, Ragan đã dự đoán được Kuma không đến Maiden Joy để tàn phá, mà ông ấy sẽ đi đến một nơi khác, và có lẽ giờ Ragan cũng đang trên đường tới SH để hỗ trợ cho Kuma khi cần thiết. Có thể mình đưa ra dữ liệu này cũng hơi mơ hồ, nhưng hơn 25 năm trước, khi băng Roger chạm chén hạm đội Seiki, một cơn bão đánh chìm một nửa hạm đội của hắn ta, và có khả năng là do sức mạnh của Ragan. Giờ đây nếu ông ta cũng đang đến SH, thì việc có thêm một phương tiện để đưa Kuma trở về lại căn cứ quân cách mạng cũng là cực kỳ hợp lý, sẽ không có bất cứ một ai ngăn cản được nữa. Hơn nữa bên này lại không biết được hòn đảo này, còn phải có ai đó dẫn đường đến Kamabaka Windham càng sớm càng tốt. Liệu Ragan có đến đây hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ câu trả lời cuối ạc này. Mà như dự đoán của một thành viên chủ lực ở trong bàn thì nó sẽ là có thể chapter 1110. Còn các bạn nghĩ gì về điều đó? Hãy để lại một bình luận ở dưới video này cho mình biết nha.